Các bạn đến với kênh của mình là Quang Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip mà sống ở trong rừng nha các bạn. Tự sinh tồn trong rừng nha. Hôm nay mình sẽ cắt chòi luôn nha các bạn. Cắt cái chòi là ở trong rừng luôn nha. Và giờ mình sẽ tự sinh tồn trong rừng luôn nha các bạn ơi. Giờ mình đang chuẩn bị đi đốn cây, giờ mình cắt cái chòi nha. Thank you.
Thank you.
nha. Hôm nay tạm thời mình làm như đây thôi các bạn ơi, cái này cũng chắc này cũng đã chiều rồi các bạn. Thôi mình đi kiếm cái gì ăn nhé, để tối nay đói vật vã ruột các bạn ơi. Tạm thời làm như đây ổn rồi, mới đầu bắt đầu mình sẽ dựng lên cái nhà ra, mình bắt cái tàu đi trong rừng luôn nha, chứ đi dưới này lầy lội quá các bạn ơi, xình quá. Sống trong rừng mà lội xình cái này tối ngày gặp chết. Mình sẽ bắt cái tàu trong rừng luôn nha. Thấy gì cũng gắn chắc lắm các bạn, cũng không sao nha, gắn chắc lắm nha, gắn chắc lắm nha các bạn ơi. Mình giờ thôi mình nghỉ ngơi rồi mình đi kiếm cái gì ăn nha. Bạn theo cùng mình nha, mình đi ra bờ sông theo mấy rừng này, đi vòng vòng để kiếm có gì ăn không, cứ để tối về đói giải ruột các bạn ơi. Các bạn theo cùng mình nha, cùng mình đi theo mình ra bờ sông để mình hôm nay mình xuống sông mình sẽ mò rồi coi mò, hôm nay mình mò sẽ mò dòm nha bạn ơi, mình sẽ mò. Mình mò được một số dòm nha. Trong rừng dưới sông này cũng rất là nhiều đồ, cũng có dòm cá đủ thứ nữa. Sống sinh tồn mình cố gắng mình đánh bắt nha, đánh bắt ăn. Bữa nay mình sẽ bắt dòm ăn cho qua ngày nay nha các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt dòm về mình luộc và ăn cho qua bữa nay nha. Mời mình sẽ tiếp tục rồi mình sẽ kiếm những cái món khác nha các bạn. Mình dòm một đống dòm nha bạn, dòm nó dính chùm chùm vậy nha. Mình ăn mình mắc kê gỡ tụi con nha, nó đóng một chùm chùm dưới nước nha bạn. Dòm đóng tụi chùm vậy nha, đóng ra rất là nhiều ở dưới nước nha, ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Cảnh dần dần chim hót rất là vui nha bạn ơi, tiếng nước chảy rồi. Này mình sẽ luộc dòm này mình chống với muối tiêu chanh nha các bạn ơi. Mình chiếu chấm món tiêu chanh rất là ngon, ăn rất là ngon nha.
Các bạn cũng dùng với mình dòm nha, dòm rất ngon nha.